xin quý cha quý thầy Peter xin làm lễ cùng ông bà anh chị em cùng với con tiếp tục cầu nguyện cho bố con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mồ 3 ngày, hầu thánh hóa phần mộ của mọi tín hữu xưa. Thì đang khi còn mang nặng trên thân xác bụi trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống và là sự sống lại. Xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa là linh hồn Giuse, vân vân thân phận bố của chúng con an nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi được Chúa cho sống lại trong ánh sáng thánh nhân Chúa và được xem ánh sáng vĩnh viễn trên trời Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời. Amen. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi tôi tớ Chúa là ông cố Giuse Nguyễn Văn Thuận ra khỏi cuộc sống này và về với Chúa. Chúng ta xin gửi lại thân xác tôi tớ. Chúa cho lòng đất để tôi tớ Chúa trở về nơi đình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta lên sống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin trao đổi tôi tớ Chúa là linh hồn ông cố Giuse Nguyễn Văn Thuận cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Người và cho thân xác tôi tớ Chúa được sống lại trong ngày sau hết. Ông bà anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán rằng ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cùng hiệp lời dâng lời cầu nguyện cho tôi tớ Chúa là linh hồn ông cố Giuse Nguyễn Văn Thuận. Lạy Chúa đã cao thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đại thương và ban cho linh hồn ông cô Giuse Nguyễn Văn Thuận được sống đời đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa đã hứa thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải. Chúng ta cầu xin Chúa đại thương đưa linh hồn ông cô Giuse Nguyễn Văn Thuận và nước trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa đã cho linh hồn ông cô Giuse Nguyễn Văn Thuận được nghi ân tin trong nước thanh tẩy. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đại thương cho linh hồn ông cô Giuse được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn ông cô Giuse Nguyễn Văn Thuận trong tình trong tiệc thánh mình mau Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương nhân linh hồn bố con vào bàn tiệc trong nước Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương cho chúng ta đang thương nhớ linh hồn ông cô Giuse Nguyễn Văn Thuận được an ủi trong đức tin và phân khởi trong niềm hy vọng sống lại muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Xin Chúa cho chúng con sẽ chẳng nhiều.
Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa là bố con ông cố Giuse Nguyễn Văn Thuần đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của bố con tôi tớ Chúa. Xin khi còn sống, tôi tớ Chúa, bố con tôi đã ước có lòng ước nguyện vâng theo Thánh Ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu. Thì ở trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ Chúa Giuse được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin để Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin Cha linh hồn bố con ông cô Giuse Nguyễn Văn Thuần nghỉ yên muôn đời. Chúa ánh sáng chiếu soi đường trên linh hồn Giuse. Yeah.
xin.